ベトナムで一番使われている教科書の単語集。中級レベル、レベル B、第12課 A、会話編。皆さん、こんにちは。ベトナム語、独学サポーターのトニー・ダンディーです。今回の、秒速単語マスターでは、ベトナム語教育教材として、ベトナムで一番使用されているテキストの。 に出てくる単語をレッスン単位で学習していきます。この秒速単語マスターでは前半は越日練習、後半は日越練習の構成になっています。まずは越日練習です。先にベトナム語の単語が表示されます。その後で日本語訳が表示されます。それでは開始します。 viết thư viết thư thầy thầy kính mến kính mến ngày tháng năm ngày tháng năm từ ngày từ ngày rời Hà Nội về nước đến nay rời Hà Nội về nước đến nay đã gần hai tháng đã gần hai tháng đình đình viết thư thăm thầy viết thư thăm thầy viết thư cho thầy viết thư cho thầy sớm hơn sớm hơn ngay khi về đến tokyo ngay khi về đến tokyo bị ốm bị ốm nằm viện năm viện nhập viện nhập viện xuất viện xuất viện vài tuần vài tuần vì vậy vì vậy mới mới tha lỗi cho tha lỗi cho mong mong đầu thư đầu thư kính chúc kính chúc mạnh khỏe mạnh khỏe hạnh phúc hạnh phúc thưa thầy thưa thầy dạo này dạo này có bận lắm không ạ à? có bận lắm không ạ à? Nghe nói. Nghe nói. Ngày càng. Ngày càng. Có thêm nhiều sinh viên. Có thêm nhiều sinh viên. Học tập. Học tập. Nghiên cứu. Nghiên cứu. như thế như thế các thầy cô giáo các thầy cô giáo vất vả vất vả nghiên cứu sinh nghiên cứu sinh sẽ càng vất vả hơn sẽ càng vất vả hơn. Tuy A nhưng B. Tuy A nhưng B. Về nước gần 2 tháng rồi. Về nước gần 2 tháng rồi. Có những lúc. Có những lúc. Tường. Tường Minh vẫn ở A. Tường Minh vẫn ở A. Bức ảnh. Bức ảnh. Làm cho người nhớ. Làm cho người nhớ. Các thầy cô. Các thầy cô. Một năm sống ở Hà Nội một năm sống ở hà nội khiến 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 người hiểu thêm nhiều điều về khiến người hiểu thêm nhiều điều về đất nước đất nước con người việt nam con người việt nam càng ngày càng a càng ngày càng a gắn bó với a gắn bó với a cảm thấy gắn bó cảm thấy gắn bó mong muốn sẽ được a mong muốn sẽ được a trở lại hà nội trở lại hà nội quay lại hà nội quay lại hà nội càng nhanh càng tốt càng nhanh càng tốt từ tháng sau từ tháng sau bắt đầu bắt đầu thi tốt nghiệp thi tốt nghiệp trước mắt chúng em là trước mắt chúng em là thời kỳ thời kỳ vô cùng vô cùng Bận rộn. Bận rộn. Cố gắng hết sức để. Cố gắng hết sức để. Đạt kết quả tốt. Đạt kết quả tốt. Dự định. Dự định. Dự định của tôi là dự định của tôi là sau khi tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp tiếp tục tiếp tục cho thật giỏi cho thật giỏi làm việc ở việt nam làm việc ở việt nam Thư đã dài. Thư đã dài. Xin dừng bút ở đây. Xin dừng bút ở đây. Xin kính chúc. Xin kính chúc. Đạt nhiều thành công trong công việc. Đạt nhiều thành công trong công việc. cho em gửi lời thăm sức khỏe tới người, ơi. cho em gửi lời thăm sức khỏe tới người. Ơi. Học giỏi lắm, học giỏi lắm. Về nước, về nước. Trời càng ngày càng lạnh, trời càng ngày càng lạnh. Ngày càng đẹp. Ngày càng đẹp. Càng ngày bài tập càng khó. Càng ngày bài tập càng khó. Cô ấy làm cho mọi người vui. Cô ấy làm cho mọi người vui. Câu hỏi khiến nó lúng túng. Câu hỏi khiến nó lúng túng. thời tiết xấu Thời tiết xấu Thay đổi Thay đổi Kế hoạch du lịch Kế hoạch du lịch Đêm càng khuya, trăng càng sáng Đêm càng khuya, trăng càng sáng Bưu điện biêu điện kính gửi kính gửi ban giám đốc ban giám đốc nhà máy bia nhà máy bia trường đại học trường đại học kiến trúc kiến trúc ban giám hiệu ban giám hiệu trưởng phòng trưởng phòng tổ chức tổ chức kính thưa ông lâm kính thưa ông lâm ボメンイヨメンイヨこれで前半戦は終了です。ここからは後半戦の日越練習です。それでは開始します。ヴィトヴィトタイタイ Kính mến. Kính mến. Ngày tháng 5. Ngày tháng 5. Từ ngày Từ ngày rời Hà Nội về nước đến nay. Rời Hà Nội về nước đến nay. đã gần 2 tháng đã gần hai tháng đình đình viết thư tham thầy viết thư thăm thầy viết thư cho thầy viết thư cho thầy sớm hơn sớm hơn ngay khi về đến tokyo ngay khi về đến tokyo bị ốm bị ốm nằm viện nằm viện nhập viện nhập viện xuất viện xuất viện vài tuần vài tuần vì vậy vì vậy mới mới tha lỗi cho tha lỗi cho Mong. Mong. Đầu thư. Đầu thư. Kính chúc. Kính chúc. Mạnh khỏe. Mạnh khỏe. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Thưa thầy. Thưa thầy. Dạo này. Dạo này. Có bận lắm không ạ? À? Có bận lắm không ạ? À? Nghe nói. Nghe nói. Ngày càng Ngày càng. Có thêm nhiều sinh viên. Có thêm nhiều sinh viên. Học tập. Học tập. Nghiên cứu. Nghiên cứu. Như thế. Như thế. các thầy cô giáo các thầy cô giáo vất vả vất vả nghiên cứu sinh nghiên cứu sinh sẽ càng vất vả hơn sẽ càng vất vả hơn tuy a nhưng b tuy a nhưng b về nước gần hai tháng rồi về nước gần hai tháng rồi có những lúc có những lúc tường 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 minh vẫn ở a tường minh vẫn ở a bức ảnh bức ảnh làm cho người nhớ làm cho người nhớ các thầy cô các thầy cô một năm sống ở hà nội một năm sống ở hà nội khiến 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 người hiểu thêm nhiều điều về khiến người hiểu thêm nhiều điều về đất nước đất nước con người việt nam con người việt nam càng ngày càng a à càng ngày càng a à. gắn bó với a à. gắn bó với a à. cảm thấy gắn bó cảm thấy gắn bó mong muốn sẽ được a à. mong muốn sẽ được a à. trở lại hà nội trở lại hà nội quay lại hà nội quay lại hà nội càng nhanh càng tốt càng nhanh càng tốt từ tháng sau từ tháng sau bắt đầu bắt đầu Thi tốt nghiệp. Thi tốt nghiệp. Trước mắt chúng em là. Trước mắt chúng em là. Thời kỳ. Thời kỳ. Vô cùng. Vô cùng. Bận rộn. Bận rộn. cố gắng hết sức để cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt đạt kết quả tốt dự định dự định dự định của tôi là dự định của tôi là sau khi tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp tiếp tục tiếp tục cho thật giỏi cho thật giỏi làm việc ở việt nam làm việc ở việt nam thư đã dài thư đã dài xin dừng bút ở đây. Xin dừng bút ở đây. Xin kính chúc. Xin kính chúc. đạt nhiều thành công trong công việc. đạt nhiều thành công trong công việc. cho em gửi lời thăm sức khỏe tới người. Ơi. cho em gửi lời thăm sức khỏe tới người. Ơi. học giỏi lắm học giỏi lắm về nước về nước trời càng ngày càng lạnh trời càng ngày càng lạnh ngày càng đẹp ngày càng đẹp càng ngày bài tập càng khó càng ngày bài tập càng khó cô ấy làm cho mọi người vui cô ấy làm cho mọi người vui câu hỏi khiến nó lúng túng câu hỏi khiến nó lúng túng thời tiết xấu thời tiết xấu thay đổi Thay đổi Kế hoạch du lịch Kế hoạch du lịch Đêm càng khuya trăng càng sáng Đêm càng khuya trăng càng sáng Bưu điện Bưu điện Kính gửi kính gửi ban giám đốc ban giám đốc nhà máy bia nhà máy bia trường đại học trường đại học kiến trúc kiến trúc ban giám hiệu ban giám hiệu trưởng phòng trưởng phòng tổ chức tổ chức kính thưa ông lâm kính thưa ông lâm bố mẹ kính yêu メーングよ今回は、ここで終了です。いかだでしたか新たな気づきや学びはありましたかよかったら、いいねと登録のクリックを、カチッとしていただけると、今後の番組制作の励みになりますので、よろしくお願いします。それでは、次回の番組で、またお会いいたしましょう。トニー・ダンディの提供でした。